Đông Tây ra Đông Nam để khích Chu Du vì Đại Kiều là vợ Tôn Sách, Tiểu Kiều là vợ của Chu Du. Giải tiên tri mã tiền khóa của Sa Cát Lượng. Dương phục nhi trị, hối cực sinh minh, ngày 21 tháng 12 năm 2012, ngày Đông Chí, nghênh đón vạn vật canh tân, bắt đầu kỷ nguyên mới. Giới thiệu dự ngôn mã tiền khóa là do thừa tướng Sa Cát Lượng, nhà Thục Hán thời Tam Quốc sáng tác. Nhắc đến Sa Cát Lượng có thể nói là nhà nhà đều biết, nhưng không nhiều người biết về mã tiền khóa. Tương truyền Sa Cát Lượng vào lúc nhàn hạ trong quân đã sáng tác mã tiền khóa. Tên mã tiền khóa có nghĩa là quẻ bói gieo trước ngựa. Mã tiền khóa ngắn gọn, xúc tích phi thường, chỉ có 14 khóa, mỗi khóa dự ngôn một thời đại lịch sử, mà mỗi một khóa lại tuân theo một trật tự sắp xếp. Khi mỗi thời đại lịch sử qua đi rồi, người ta quay lại xem mới thấy Sa Cát Lượng dự ngôn chuẩn xác đến phi thường. Sau đây là phần giải nghĩa. Khóa 1, trung hạ. Vô lực hồi thiên, cúc cung tận tụy, âm cư dương phất, bác thiên nữ quỷ. Tạm dịch: không sức đổi trời, còng mình gắng